đại đức Diên Tam một chân lý, lịch trình sơ thính hoàn thói quen của ai đó. Cổ yêu giờ lý on phần sometimes rarely always every hiện tại tiếp diễn hành động đang xảy ra tại thời điểm nói hoàng hãi hành động song song nào hy sinh hoặc I'm writing when my mother is doing her shopping. Hiện tại hoàn thành việc đã xảy ra trong quá khứ có thể kéo đến hiện tại. Có for six yen lately ever already, just never recently. Hiện tại hoàn thành tìm diễn giống hiện tại hoàn thành, nhưng có tình liên tục của anh đâu. I have been changing English things. I was a second year student. Động đã xảy ra và đã chấm dứt hoàn toàn ở trong quá khứ. Dùng yesterday last ở công in công với nằm trong quá khứ. Quá khứ tiên riêng một thời điểm sáng đến hoặc hai hành động song song ở trong quá khứ. And 5 o'clock yesterday afternoon I was teaching English in my school. Quá khứ hoàn thành hành động xảy ra trường hành động khác hoặc một thời điểm quá khứ. I had worked as a musician before 2011. Quá khứ hoàn thành tìm diễn giống quá khứ hoàn thành, nhưng có tình liên tục của anh đâu. Go on to before as soon as why already when until by. Thì tương lai đơn một ý định dự đoán có tomorrow next income với năm tư diễn hành động đang xảy ra tại thời điểm tương lai. Tương lai hoàn thành hành động xảy ra trước hành động khác trong tương lai có before by. Tương lai hoàn thành tìm diễn dòng tương lai hoàn thành có tình liên tục hay giống với bài đơn thân.